Hello mọi người, hôm nay mình làm cái clip là mình chọn cái thức ăn công nghiệp với những cái loại gì. Thứ nhất là cái này là mình thường sử dụng là cái dịch trùng quế cho cái lươn lớn của mình, lươn thịt cũng giống như là cái lươn đẻ của mình luôn. Đây là cái dịch trùng quế. Còn cái này là khoáng. Này thì mình chỉ sử dụng cho lươn đẻ thôi, kích thích cho nó. Đây, mình gỡ cái hiệu bỏ rồi. Không phải gỡ nhưng mà nước nó dính, nó chốc hết cái này. Ok. Đấy, cái này dịch trùng quế mình trộn với khoáng với men tiêu hóa. Sau khi mình cho nó tan đều hết thì bắt đầu mình trộn cái thức ăn viên này vô. À, mọi người nhớ là ngày nào cũng phải trộn cái men tiêu hóa nha mọi người. Tại vì cái men tiêu hóa nó rất là quan trọng. Nếu mà không có men tiêu hóa thì nhiều khả năng nó dễ xảy ra cái bệnh đường ruột cho con lươn. Tại vì trường hợp nếu mà nó ăn quá nhiều mà nó không có men tiêu hóa để mà nó hỗ trợ á, thì nó rất là dễ xảy ra cái hiện tượng là khó tiêu. Thì lâu ngày thì nó dẫn tới đường ruột nó rất là yếu, sau này nó bệnh đường ruột luôn. Cho nên là ngày nào cũng phải trộn cái men tiêu hóa hết. Còn cái vitamin C á, thì định kỳ khoảng cỡ 3 hoặc 4 ngày mình trộn một lần. Ok, mình đổ thức ăn vô đây. Này chưa đủ, cái này là 1 kg thức ăn. Tốt nhất là cái thức ăn bà con nên là canh trước khi mình trộn cái thuốc hoặc là cái men tiêu hóa hoặc là C, là mình phải cân thức ăn trước rồi mình cân thuốc để mình phân lượng cho nó đúng á, tránh trường hợp mình trộn quá nhiều hoặc là quá ít. Quá nhiều thì nhiều khi nó cũng không tốt. Cái thứ hai nếu mà nó sẽ hao phí cái lượng thuốc. Cái thứ ba nữa là nó cũng không tốt cho con lươn, nên là mình làm đúng cái liều lượng. Ok. Ok. Cái này là thức ăn mình đã trộn xong. Mọi người lưu ý là khi mà trộn đó là mình pha cái lượng nước cho nó vừa phải. Khi mà cho nên là cái để cho cái viên thức ăn của mình đó, nó không có mềm quá. Ví dụ mình bóp cái viên thức ăn là nó còn độ cứng khoảng 50%. Khi đó mình gãi xuống cái hồ lươn của mình đó thì nó vẫn còn cái độ nổi. Nếu mà mọi người mà trộn cái lượng nước quá nhiều thì thức ăn nó sẽ ngấm nước nhiều. Đồng thời là nó sẽ làm cho thức ăn nó nhanh chìm hơn. Mà thức ăn chìm nó cũng rất là tác hại. Cái thứ nhất là khi mà những con lươn nó còn đói, nó sẽ ăn những cái thức ăn chìm ở dưới tầng đáy, thì dẫn đến nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Cho nên là mọi người trộn là cái lượng nước vừa phải thôi. Ví dụ mình canh lần đầu tiên mình trộn thì những lần sau là mình sẽ biết cái lượng nước mình trộn cần trộn là bao nhiêu. Cho nên là cái viên thức ăn khi mình đã trộn xong là nó vẫn gáo bình thường, nhìn nó vẫn bình thường luôn. Ok, zoom lại đó. Viên thức ăn vẫn còn gá đơn, bóp lại là vẫn còn có độ cứng. Nếu mà tình trạng mà trộn cái nước nhiều quá thì cái viên thức ăn nó mềm luôn, bóp lại cái viên thức ăn nó dẹp lép luôn, thì nó rất là dễ nhanh chìm xuống tầng đáy. Trong quá trình con lươn nó ăn nó sẽ quậy nước đó, nên thức ăn mà nó đã ngấm nước nhiều thì nó dễ chìm xuống cái tầng đáy, thì con lươn nó sẽ ăn lại thì rất là nguy hiểm. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Mọi người đợi một chút nữa là mình cho ăn cho mọi người coi nè, cho ăn buổi tối luôn. Ok mọi người, đây là mình cho ăn lươn vào buổi tối nè. Buổi tối nó ăn rất là mạnh luôn. Tối chắc ra bà con nhìn thấy không rõ. Mưa dần dần lại, ok. Thường thì khoảng 7 giờ tối là mình cho ăn. 7 giờ tối là bắt đầu là mình cho ăn buổi tối. Buổi tối cho nên quay nó không có thấy cái màu nó không được đẹp lắm. Cái hồ này cái hồ bên đây thì chỉ có vài con thôi, vài chục con thôi, có 70-80 con này. Mình đang thử cái hồ này, ở trên đây là mình để một cái tấm toan tiếp lô. Gà nó ăn rồi. Ok, mà tới hồ bên đây. Đêm phải nói nó ăn là vô địch luôn ạ. Hoặc là sáng sớm. Sáng sớm là buổi tối, là mình thấy là thường thường là buổi tối là nó ăn mạnh nhất luôn. Cái thời gian mà vừa sập tối xuống khoảng cỡ 6 giờ mấy, 7 giờ hoặc là 8 giờ cũng nó ăn cũng rất là mạnh. Cái này là cái bể lươn mà lươn bố mẹ nó đã không đạt nữa, là bắt là mình bắt lên trên đây mình thúc lại là mình bán lên thịt lại. Cũng nhiều
bể lưng rẻ nè. Tối qua không thấy rồi. Ăn rất là nhanh, trong vòng khoảng cỡ khoảng có 5 phút trở lại là nó ăn hết hoàn toàn 100% luôn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem cái clip của mình nha.